Hello cả nhà, thì ngày hôm nay thì Mai có mặt tại quán Mang Cóc nha, địa chỉ là 148 U Mân Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh. Đây là cái quán của học trò của chị Trúc, chủ quán của Suga Quán á cả nhà. Và kiểu như là mình ở Sài Gòn á, mình rất là xa Vũng Tàu đi, cho nên là lâu lâu mình mới xuống dưới quán Suga để mà ăn được. Thì mình bây giờ thì có cái quán Mang Cóc rồi, là hương vị mùi vị đồ y chang luôn, quán Suka luôn. Nhà nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, có thể thuận tiện mà đến đây để ăn được luôn nha. Thì mà cả nhà theo chân Mai đi trải nghiệm món ăn nha. Rồi đây cả nhà ơi, đây là cái menu của quán nha cả nhà. Ở đây là trên đầu tiên là có cái món, các món đặc trưng á, thì là đây nè cả nhà coi nè, giá cả nè, đây giá cả rất là hợp bình dân luôn á, rất là hợp lý luôn cả nhà. Này có menu có rất là nhiều món nha. Đây. Thì đây là những món mà Mai đã kêu ra nha. Thì đây là những món mà Mai cảm thấy là rất là thích luôn. Thì ở đây là có là tôm sống sốt Thái, còn ở đây là mực ống sốt Suka, còn đây là trứng non sốt Thái, còn đây là sườn cây, ủa gọi đu đủ ba khía, còn ở đây là cái món này là món không thể thiếu luôn nha cả nhà, xôi xoài nha, mà xôi xoài ăn với lại nước xôi xoài Thái Lan ăn với nước cốt dừa nha cả nhà. Cái món này là lúc nào mai cũng cũng kêu. Còn này là bát Thái nha. Rồi đây là món là heo kèm với xôi nha. Rồi rồi bắt đầu ăn luôn nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, mình bắt đầu ăn cái món mà mày thích nhất luôn nha, xoay xài nha cả nhà. Đây. Đồ ngọt, đồ ngọt, đồ ngọt ăn trước. Thôi quen luôn. Mời cả nhà nha. Ồ, nước cốm nó béo. Đây cả nhà. Nước cốm nó béo dã man luôn cả nhà ơi, ngon quá. Nước cốt rất là đậm đặc nha, mỡ béo dã man luôn. Ăn xôi xài là ăn kèm với một ít xài nè, ít xôi. Ngon quá, ngon lắm cả nhà ơi, nhất tới đây nhất định phải ăn món xôi xài nha, cứ tin tưởng Mai đi, rất là ngon luôn cả nhà, không thất vọng luôn. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon quá. Đây là món bắp Thái nữa nha. Này. Đầu tiên là mình ăn mình sẽ nặn chanh vô nha, ăn nó sẽ có vị là chua chua ngọt ngọt nè. Đây nặn chanh vô rồi, đây là có ớt bột như cả nhà trộn nó luôn. Đây mời cả nhà nha. Ăn lắm,
có vị chua chua ngọt ngọt cay cay nữa. Ở đây mình ăn kèm với giá với hẹ đó nha. Món này là mình phải ăn kèm với giá với hẹ mới đỡ ngán. Nó có vị chua chua ngọt ngọt đó cả nhà. Đây này cả nhà, có lá hủ đó nha. Thì đây là món gỏi đu đủ ba khía nha. Thì ở trong đây có đu đủ nè, tay heo, rồi đậu đũa nữa, rồi có ba khía trên đây nha. Này thì đầu tiên thì mình sẽ ăn ăn gỏi trước. Đu đủ sợi to như cái nhà, ăn nó rất là giòn và sốt nó có vị chua chua ngọt ngọt cay cay. Đây cái nhà tay heo nè, đây nhân vật chính này, bạc phía đây cái nhà. Thịt ba khía rất là giòn và có vị là cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn. Ngon quá cả nhà ơi. Đây cái tay heo nữa. Mày rất thích ăn tay heo nha, nó rất giòn. Menu quán đó này thấy rất là bình dân nha cả nhà. Rất là phù hợp với học sinh sinh viên luôn, cả nhà nên lấy thử nha. Rồi chắc mang xôi quá. Cái này là xiên xiên thịt nướng á, kèm với xôi. Xôi rất là dễ với cả nhà, ăn kèm với thịt nướng nha cả nhà.
ở phía trên nó có cả phô mai miếng này cả nhà, ăn rất là béo. Này sẽ gỡ cái xiên này luôn. Thịt nướng á, nướng mấy chỗ trái cành này là thơm á. Thịt nướng nó có vị không? Không ngọt không mà lại rất là thơm như cái nhà. Ngon quá. Để đây hồi mình quặng mấy món khác nữa cái nhà. Tiếp theo là món trứng ngon sốt Thái nha cả nhà. Ở trong đây là có dưa leo. Cái này là trứng ngon. Này trứng ngon này. Có cốc ngon như thầy nữa cả nhà. Sốt nó có vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt nữa. Mà mai ăn cay rất là giỡn như cái nhà, nhưng mà sốt này cái mức độ cay á, nó chỉ là hơi hơi thôi, cái nó không có vừa phải thôi. Chứ nó không có kiểu như cay quá đáng đâu cả nhà. Trứng thì nó dẻo, béo béo nữa, ăn với lại sốt chua chua, cay cay, rất là ngon luôn nha cả nhà. Chữa đây lát ăn tiếp nha cả nhà. Có món tiếp theo. Này. Mình sẽ ăn tôm sống sốt Thái. Mình sẽ cuộn với rau nha. Này, cuộn với rau. Cái nhà để mình gỡ cái đuôi tôm luôn. Cũng với rau nha. Rồi. Chấm với nồi nước này luôn, nước sốt Thái luôn. Tôm rất là ngọt nha cả nhà, rất là chắc thịt luôn, rất là tươi nữa, nó không hề có mùi hôi luôn nha cả nhà. Ai bỏ miếng tôm vô. Thêm miếng hành nè. Rồi, thêm miếng dầu thơm.
Rồi. Thịt tôm nó tươi giòn ngọt đúng nha, đặc biệt là không có tanh luôn nha nhà, cả nhà đừng lo. Uống miếng nước nghe nha. Đây là món mực ống sốt su ca nghe nha. Nãy bưng ra là có nguyên con mực ống luôn á, mà mai có nhờ chị nhân viên á cắt ra cho nó dễ dễ ăn nha cả nhà. Rồi. Đây mai mời cả nhà nha. Mực rất là tươi cả nhà, mà nó rất là ngọt, ngọt luôn, luôn. Ngọt thịt và nó là giòn, sốt thì có vị chua chua cay cay ngọt ngọt nữa. Nói chung là đặc trưng với các sốt Thái thì nó chua chua cay cay ngọt ngọt rồi. Mực ống rất là tươi cả nhà, ngon quá. Thường ở Mai lên clip cái món ăn á cả nhà, thì cái món nào Mai cảm thấy ngon thì Mai mới dám khen ngon như cả nhà. Có những quán bút Mai á thì khi lại tới chất lượng mà ăn không có, như vậy là không có ngon á, là Mai sẽ không đăng clip luôn, là coi như là ngày hôm đó là Mai bỏ tiền xăng thời gian này nọ ra là Mai không đăng clip luôn, Mai sẵn sàng bỏ những cái đó ra luôn và cũng không nhận tiền luôn nha cả nhà. Này mày ăn kèm với loại rau à, cái húng lủi rồi. Đây là cái món à dần ăn với cái muỗng á. À dạ. Rồi, đây cái nhà ơi. À, có em để em khóc. Đây cái nhà ơi, thì đây là món ốc giác nướng su ca nha cái nhà. Đây mình xem á. Cho ít nước chấm lên, mức đỏ lên. Rồi. Này cái nhà. Đây là quán đã cắt thịt ra cho mình nha. Mời cái nhà nha. Ốc giác rất là mềm, không hề bị dai như cái nhà, với lại nướng này nó rất là thơm như cái nhà, thơm lắm, thơm của nước sốt đó cả nhà. Ốc giác mềm cả nhà, cái này không có bị chua chua ngọt ngọt nữa, cay cay nhẹ nữa. Thêm miếng nữa quá, ngon lắm. Rồi. Rồi tiếp theo là món cuối cùng nha nhà. Món này là một trong những món best seller luôn, sườn sườn cây nha.
lẩu sừng cây. Món này mình có thể ăn kèm với mì hoặc là bún. Mai thì mai ăn xong đi review cả nhà thôi. Tại cái nhà ơi thì ăn trực tiếp nó khá là nóng nha, cho nên là mày gấp cái chén để cho nó nguội nguội bớt rồi mày ăn. Rồi mời cả nhà nha. Sườn rất là mềm nha cả nhà, rất là tươi, đặc biệt là nó có vị chua chua cay cay nữa, thấm vị của nước nước lẩu lẩu sừng cây này. Mẹ sẽ hút thử một miếng nước lẩu để cảm nhận nha. Nước lẩu có vị là thiên vị chua và cay như cái nhà, rất là đậm đà luôn. Ngon quá. Ngon quá cả nhà. Đây. Thì cái nhà thì clip này em cũng đã dài rồi, với lại em chủ yếu là muốn qua trải nghiệm cho cả nhà biết chị hương vị của món ăn. Thì mai nói chung là mai cảm thấy là quán ở đây cái hương vị rất là giống như quán sushi quán như cái nhà. Thì mình ở cái như cái nhà ở Sài Gòn đó, thì có thể đến đây ăn trải nghiệm, và giá cả ở đây thì mai thấy là cũng khá là bình dân như cái nhà, rất là hợp lý luôn. Và đồ ăn ở đây thì rất là tươi chất lượng nha, không gian quán thì rất là thoáng mát và sạch sẽ, rất là rộng rãi luôn á. Thì cảm ơn cái nhà đã xem hết clip của Mai nha. Và những này thì một xíu nữa mình sẽ ăn tiếp chứ mình không có bỏ đâu, và hẹn gặp cả nhà gặp lại vào clip sau nha. Bye bye cả nhà.